Xin chào các bạn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24 tháng 6 bất ngờ cách chức tư lệnh lực lượng liên quân Yuri Shodov, bổ nhiệm ông Andriy Hanatov thay thế. Ông Zelensky thông báo quyết định này trong bài phát biểu trực tuyến hàng đêm hôm ngày 24 tháng 6, song không nêu rõ lý do. Ông Shodov bị cách chức ngay sau khi lãnh đạo trung đoàn Azov của Ukraine, Bodan Krotovic, cáo buộc vị tướng này đã gây ra những thất bại quân sự và tổn thất lớn về nhân sự. Trong một bài đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Ông Krotovic không nêu đích danh ông Sodon nhưng cho biết một tướng giấu tên đã khiến nhiều binh sĩ Ukraine thiệt mạng hơn bất kỳ tướng ngàn nào. Tất cả những quân nhân bây giờ đều hiểu tôi đang nói đến này vì 99% quân đội không ưa ông ấy vì những gì ông ấy đã làm. Ông Krotovic nói và chưa biết thêm rằng ông đã đề nghị cơ quan kiểm tra Ukraine điều tra các hoạt động của ông Sodon. Sau khi Tổng thống Zelensky thông báo sa thải tướng Sodon và bổ nhiệm ông Hanatov thay thế, ông Krotovic tiếp tục bình luận là top là một sĩ quan rất giỏi, tôi hy vọng tin tức ở mặt trận sẽ tốt hơn. Ông Sodon được bổ nhiệm vào tháng 2 năm ngoái trong một cuộc cải tổ quân sự gây tranh cãi. Trong đó, tướng Oleksandr Sersky thay thế tướng Valery Zaluzhny làm tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine. Ukraine gần đây đã thực hiện một số thay đổi về nhân sự, trong khi lực lượng của Kiev muốn thay đổi tình thế và quân đội của nước này phần lớn đang ở thế phòng thủ. Ông Sodon chỉ huy các lực lượng trên bộ ở miền đông và miền nam Ukraine lực lượng đang phải vật lộn với cuộc tấn công ngày càng mạnh của Nga vì đã lấy lại được đà trong những tháng gần đây. Trong khi đó, ông Hanatop giữ chức phó chỉ huy chiến dịch miền Nam kể từ năm 2022 và đóng vai trò dẫn đầu trong việc giành lại phần lớn khu vực Kherson từ tay Nga. Kể từ đầu xung đột, Tổng thống Zelensky đã nhiều lần phản ứng với những thất bại trên chiến trường bằng cách sa thải các quan chức chính trị và quân sự cấp cao. Trong số này có đại tướng Valery Zanuzini, cựu tư lệnh quân đội Ukraine sau thất bại của chiến dịch phản công mùa hè năm 2013. Việc sa tải tướng Söderlund diễn ra sau khi lực lượng Nga chiếm giữ hàng chục thị trấn và làng mạc ở Kharkov, giáp biên giới Nga, trong một cuộc tấn công bất ngờ đầu tháng Năm. Trên toàn bộ chiến trường, thương vong của Ukraine đã tăng lên kể từ đầu năm. Tổng thống Nga Vladimir Putin ước tính thiệt hại hiện tại của Kiev vào khoảng 50.000 người mỗi tháng. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Ukraine đã mất hơn 1.900 binh sĩ chỉ trong ngày thứ bảy do các cuộc tấn công của Nga dọc toàn bộ tiền tuyến. Trên tiền tuyến, trả lời phỏng vấn hãng tin AFP, binh sĩ Vatali nhập ngũ với tư cách là bác sĩ quân y tại một trạm y tế ở Bokoros, thuộc Donetsk, chiến trường ác liệt nhất miền đông Ukraine. Anh tự nhủ sẽ không mất đi nhuệ khí vì cuộc chiến khốc liệt có thể kéo dài. Các binh sĩ Ukraine cho hay, sau khi chiến dịch ở Kharkov chứng lại, Nga đang chuyển trọng tâm tấn công sang hai thành phố chiến lược Bokoros và Yar ở Donetsk. Cuộc giao tranh khốc liệt nhất đang diễn ra tại đây với tổn thất lớn về nhân mạng ở cả hai bên. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết 71 cuộc giao tranh đang được ghi nhận dọc trên tiền tuyến ngày 14 tháng 6. Trong đó, 24 trận đánh diễn ra tại mặt trận Bergeros, tình hình khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Các binh sĩ đang nỗ lực ngăn đối phương tiến sâu vào lãnh thổ, quân đội Ukraine khẳng định. Vitali phụ trách sơ cấp cứu, ổn định thương tích ban đầu cho binh sĩ để họ đủ thời gian tới bệnh viện điều trị. Dòng người bị thương liên tục ra vào và các y bác sĩ cũng không bao giờ được nghỉ. Không ngày nào quân Nga không gây sức ép và tiến công liên tục Vitaly nói, y bác sĩ ở đây đều thiếu ngủ, mệt mỏi, kiệt sức. Bộ đàm vang lên thông báo một người lính bị thương đang trên đường tới cấp cứu. Vitaly nhanh chóng mặc áo phẫu thuật màu xanh lam, đeo đèn mổ lên đầu. Trong vòng 15 phút, người lính rên rỉ vì đau đớn được xe bọc thép chở đến, cáng vào trại y tế. Anh bị thương sau khi xe chiến đấu trúng đòn tấn công của Andron. Họ đều mang thương tích nặng nề và khốn khổ khi tới đây. Tôi rất đau lòng, Vitaly nói. Một binh sĩ chống đoàn tấn công của Andron đã thiệt mạng. Bệnh sĩ mà Vitaly chữa trị vẫn sống nhưng không thể làm gì để cứu bàn tay gần như nát bét của anh. Trạm y tế không phải là nơi trú ẩn an toàn, các trạm thường xuyên bị Nga tấn công. Ở trong trạm giống như ngồi trên thùng thuốc súng, Vitaly nói, ta chờ đợi bom đạn rơi xuống bởi chỗ này rất gần tiền tuyến. Vitaly thở dài mỗi khi nhớ lại tình cảnh nguy hiểm. Tất cả điều anh muốn là bây giờ là ôm con gái vào lòng. Một số bác sĩ ở tiền tuyến cho hay sức khỏe tâm thần xa suốt tới mức họ gặp rất nhiều khó khăn khi quay lại cuộc sống bình thường. Khi được hỏi anh ứng phó thế nào, Andre, thành viên đội sơ tán vừa đưa một binh sĩ bị thương tới cho biết: "Tôi dùng thuốc chống trầm cảm. Anh mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD)." Người đàn ông 46 tuổi cho hay: "Tình cảnh máu cứ đổ không ngừng, người cũng chết không ngừng đã thay đổi anh, khiến anh vô cùng chật vật điều hòa nhập cuộc sống bình thường." Thậm chí xung quanh yên tĩnh quá, tôi cũng không ngủ nổi, anh nói. Bất chấp khó khăn, Andre vẫn tận tâm với công việc. Đối với anh, Phần thưởng xứng đáng nhất là nhìn thấy ánh mắt của những người bị thương sau khi chúng tôi đưa họ ra ngoài, giúp họ sống sót. Pokros, tên gọi trước là Krasnoyarsk, cách Adelka khoảng 40 km về phía tây bắc, án ngữ ngã ba về phía thành phố Donetsk và Bakhmut. Đồng thời nằm cạnh tuyến đường sắt đi qua Adelka. Nếu để mất Pokros, lực lượng Ukraine sẽ để hở sườn phía nam ở thành trì Chasivya cùng các đô thị lân cận là Kramatorsk và Slavyanska. Sau hơn 2 năm chiến sự, cả Nga và Ukraine đều được cho là đã tổn thất tới 800.000 binh sĩ, trong khi cuộc chiến chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Andriy biết rằng cái giá mà Ukraine phải trả là rất lớn, nhưng khẳng định lực lượng quân y như anh sẽ không từ bỏ. Chúng tôi sẽ không rời bỏ chỗ này, bất kể sống chết, anh nói. Các chuyên gia đều cho rằng Ukraine đang mắc kẹt trong một cái bẫy chiến lược. Nước này có thể ngăn Nga đã được bước tiến lớn, nhưng lại không đủ mạnh để đẩy lùi các lực lượng của Moscow khỏi các vùng lãnh thổ kết quả là Kiev rơi vào một cuộc xung đột tiêu hao mà nước này không thể chiến thắng. Theo một chuyên gia an ninh Ukraine, giải pháp ở đây là tăng cường sức mạnh quân sự của Ukraine và buộc Nga phải đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, điều đó là không thể xảy ra trừ khi Ukraine vạch ra một chiến lược lớn vượt qua ngoài mục tiêu chỉ cần sống sót trong cuộc xung đột năm 2024, dưới bối cảnh Nga khai thác sự trì hoán hỗ trợ kéo dài của Washington cho Kiev. Việc thiếu chiến lược chiến thắng sẽ biến cuộc xung đột này thành một cuộc xung đột tiêu hao cho Ukraine và mang lại lợi ích cho Nga chuyên gia Ukraine Alexander Danilius nhận định với Business Insider. Chuyên gia Danilius đã bác bỏ ý kiến cho rằng, với sự hỗ trợ của phương Tây, Ukraine có thể theo kịp Nga về sức mạnh quân sự như số lượng xe tăng, các hệ thống pháo và lực lượng quân đội. Cố gắng giành chiến thắng trong một cuộc xung đột với Nga với cái giá phải trả là chỉ tăng quân số một cách đối xứng là một chiến lược sai lầm bởi Nga có số lượng quân dự bị trong độ tuổi quân sự lớn hơn, khoảng 30 triệu người ở Nga so với khoảng 8 triệu người ở Ukraine, Kho dự trữ vũ khí và thiết bị quân sự đáng kể được kế thừa từ Liên Xô hoặc được xây dựng từ năm 2022, cũng như tổ hợp công nghiệp quốc phòng phát triển và ngành khai thác mỏ hùng mạnh đã ứng nhu cầu về số lượng lớn vật liệu chiến lược. Ông Daniels nhận định trong một bài bình luận cho viện các chủng thống nhất Hoàng gia Anh, Rosie. Điều đó đã dẫn đến việc cải thiện chất lượng quân đội Ukraine. Những việc này không chỉ liên quan đến vũ khí và chiến thuật tốt hơn. Ông Daniels đánh giá việc huy động chính trị cũng quan trọng không kém. Hiệu quả chính trị của một tổ chức quân sự bao gồm khả năng nhận được hỗ trợ tài chính, cung cấp vũ khí cũng như thiết bị quân sự và bổ sung con người với số lượng và chất lượng cần thiết để loại bỏ các mối đe dọa hiện hữu. Chuyên gia này cho hay, đồng thời nhận định, hiệu quả chính trị của lực lượng vũ trang Ukraine vẫn chưa đủ bởi các nhu cầu phòng thủ của nước này hiện chỉ được đáp ứng một phần. Ông Danilius cũng đổ lỗi cho các giới hạn của phương Tây về loại vũ khí được cung cấp và sử dụng. Mỹ và châu Âu đã áp chế trong một thời gian dài về việc sử dụng các vũ khí tầm xa như tên lửa Atlas MS để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Gần đây, chính quyền Tổng thống Biden đã bắt đầu nới lỏng chính sách này. Dù vậy, rõ ràng, ngay với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ EU và Mỹ, Ukraine vẫn ở thế bất lợi trước Nga trong một cuộc xung đột kéo dài. Ông Danilius cũng lo lắng những chia rẽ chính trị dưới kép và các đồng minh đang suy giảm hiệu quả chiến đấu của các lực lượng Ukraine. Chính phủ hiện tại của Ukraine muốn giành lại tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Một mục tiêu không thể phủ nhận là công bằng và hợp lý, nhưng nó đã bỏ qua thực tế rằng việc giành lại các vùng lãnh thổ không có nghĩa là chấm dứt xung đột. Trong khi đó, những mong muốn của Mỹ và châu Âu về một tiến trình đàm phán sẽ được Nga tận dụng như một quả nghỉ chiến thuật để khôi phục và xây dựng năng lực, cũng như chuẩn bị cho giai đoạn xung đột mới. Kết quả là quân đội Ukraine không chắc chắn nên chuẩn bị cho loại xung đột nào. Tổng ông Danilius, lực lượng vũ trang Ukraine đang ở trong tình huống cực kỳ khó khăn vì giới lãnh đạo chính trị Ukraine và các nước đối tác nhìn nhận những mục tiêu trên theo những cách khác nhau. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng của lực lượng vũ trang Ukraine trong việc phát triển và thực hiện chiến lược quân sự nhằm đạt được chúng. Ông Danilius nhận định với Business Insider rằng, nếu không có một chiến lược lớn để giành chiến thắng, điều mà Ukraine có thể làm nhiều nhất là cầm cự. Việc lập kế hoạch cho các hoạt động riêng lẻ, đánh giá và cung cấp các nhu cầu của lực lượng vũ trang Ukraine, phát triển các chương trình huấn luyện cũng như là đưa ra các chiến thuật mới, có thể hỗ trợ tốt nhất cho khả năng chiến đấu của Ukraine nhưng không thể giúp cho họ giành chiến thắng, chuyên gia Danilius đánh giá. Nhà quan sát Danilius lập luận rằng có quá nhiều quan điểm khác nhau về chiến thắng của Ukraine. Chúng bao gồm cả việc giành lại tất cả các vùng lãnh thổ Ukraine đã mất, đe dọa việc Nga kiểm soát Crimea để buộc nước này phải bước vào đàm phán, trừng phạt ngành công nghiệp và xuất khẩu của Nga, khiến cho Moscow phải xem xét lại chi phí chiến tranh hoặc gây ra tổn thất nặng nề đến mức các nhà lãnh đạo Nga buộc phải rút cuộc. Ông Danilus cũng nhận định Ukraine đã mắc phải một số sai lầm quân sự, chẳng hạn như việc không chuẩn bị và huấn luyện đầy đủ cho cuộc phản công nhằm vào các lực lượng của Nga phòng thủ vững chắc vào mùa hè năm 2013. Tuy nhiên, ông coi những cải tiến về mặt chiến thuật là ưu tiên hàng đầu trong danh sách những việc cần làm của Ukraine. Theo ông Danilus, phương Tây có thể tăng cường sức mạnh quân sự của Ukraine bằng cách tập trung vào các loại vũ khí đã được chứng minh và có sức tàn phá khủng khiếp đối với các điểm yếu của Nga. Những phương tiện này bao gồm các xuồng không người lái giá rẻ được cho là từng đánh chìm tàu chiến của Nga và đẩy hạm đội biển đen ra khỏi bờ biển của Ukraine, cũng như cung cấp cho Ukraine thêm chiến đấu cơ và tên lửa không đối không để cạnh tranh sức mạnh trên không với Nga. Chuyên gia Danilius đổ lỗi cho phương Tây vì không điều chỉnh trang thiết bị của mình cho phù hợp với những bài học rút ra từ cuộc xung đột ở Ukraine. Điều này trước hết liên quan đến khả năng của họ trong việc cải thiện nhanh chóng các thiết bị quân sự, không chỉ vì Ukraine cần nó mà còn vì an ninh của chính các đối tác phụ thuộc của sự cải thiện này. Tốc độ cải tiến hiện tại hoàn toàn không đạt yêu cầu và các cách tiếp cận để xác định cũng như là loại bỏ những thiếu sót của các hệ thống này đòi hỏi quá trình phải xem xét lại toàn bộ. Phân tích của ông Daniels đã để ngỏ một số vấn đề. Chẳng hạn, Đức đã nhận ra ở mặt trận phía đông trong Thế chiến thứ hai rằng chất lượng không phải lúc nào cũng chiến thắng số lượng. Hay như cuộc phản công thất bại năm 2023 của Ukraine cho thấy, việc đạt được thành công mang tính quyết định trên chiến trường không phải là điều dễ dàng. Ngoài ra, khả năng tiến hành chiến dịch quân sự lâu dài của Nga tại Ukraine cũng là một vấn đề không thể bỏ qua. Trên thực tế, việc lựa chọn một đại chiến lược bao giờ nói cũng dễ hơn là, Chẳng hạn, chính phủ Ukraine tuyên bố sẽ giải phóng toàn bộ lãnh thổ bị chiếm đóng, bao gồm cả bán đảo Crimea và phía đông Ukraine mà Nga đã sáp nhập nhưng một số nhà quan sát nhận định điều này là không thực tế và KF phải chấp nhận mất đi một phần lãnh thổ. Ông Daniel cho rằng dù KF chọn chiến lược nào thì nước này cũng không thể giữ nguyên hiện trạng. Cảm ơn các bạn đã đón xem video, nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để một ở ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.